Điều gì khác là mới chăng? Phải nói rằng, chúng tôi đã bị Zendaya làm hỏng. Bỏ qua hồ sơ xin việc thời trang trước hè 2021, những tháng vừa qua là thời điểm tuyệt vời nhất của thời trang suy đồi. Với nhà tạo mẫu Lorop của cô ấy là đầu bếp bánh ngọt và Timothée Chalamet là quả anh đào ở trên cùng. Vì vậy, sau khi được xem xét một bộ siêu tập của những bộ quần áo ngọt ngào ốm yếu, thay đổi từ áo choàng ra tùy chỉnh cho đến quần áo được làm hoàn toàn từ dây xích, kỳ vọng dành cho người trẻ nhất nhận được giải thưởng biểu tượng thời trang trên thảm đỏ CFDA năm 2021 đã tăng cao ngất ngường. Cô ấy đã không thất vọng. Như một cái gật đầu cho cái có lẽ là hình bóng đặc trưng của cô ấy, Zendaya bước đi trên thảm đỏ CFDA trong một sáng tạo tùy chỉnh của Vera Wang, hoàn chỉnh với áo crop top và váy tiên phong. Bạn trai tin đồn của cô và bạn diễn người nhện Tom Holland có lẽ nói điều tuyệt vời nhất là khi anh ấy lên Instagram viết Naa dừng lại đi kèm theo biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Tất nhiên, cô ấy không phải là người tham dự duy nhất. Emily Blunt mặc bộ đồ Christopher John Roger màu cam rực rỡ để ăn mừng nhà thiết kế này ẵm giải thưởng cao nhất cho nhà thiết kế trang phục nữ của năm. Anya Taylor-Joy tiếp tục phục vụ ánh hào quang Hollywood cũ trong Oscar The La Renta. Ngôi sao đột phá của Squid Game, Hoyeon Jung gây choáng trong Louis Vuitton. Nhưng cú sốc thực sự trong đêm đến từ Kid Cudi, người đã đến trong một chiếc váy cưới của IAL. Nhấp qua phòng trưng bày của chúng tôi để biết thêm về những người nổi tiếng mặc đẹp nhất trên thảm đỏ CFDA 2021. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!